Thung Nai là một viên ngọc xanh nằm ngay giữa lòng hồ thủy điện Hòa Bình, hay còn gọi là món quà từ sông Đà. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, hài hòa và đặc biệt là có những hòn đảo nổi giữa mặt nước trong xanh. Khung cảnh này có nét tương đồng với vịnh Hạ Long nên người ta ví Thung Nai như một vịnh Hạ Long trên cạn. Là một xã lòng hồ sông Đà, Thung Nai nằm cách Hà Nội khoảng hơn 100 km. Đường vào Thung Nai sẽ đưa bạn theo hướng đi cảng Bình Than bám dọc sông Đà với khoảng 10 km đường núi với cảnh sắc vô cùng đẹp. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội mà các bạn có thể sắp xếp để đi cùng gia đình và bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần. Thung Nai xưa vốn là xứ Mường Thàng, một trong những nơi sinh sống chủ phú nổi tiếng của người Mường, gồm các Mường Bi, Vang, Thàng, Động. Theo như người dân địa phương kể lại, cái tên Thung Nai được đặt là bởi trước đây, tại một thung lũng trên mảnh đất này có rất nhiều nai tập trung sinh sống. Từ Thung Nai chính là cách gọi ghép của hai từ thung lũng và đàn nai rừng. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi nhà máy thủy điện sông Đà được xây dựng và bắt đầu tích nước, Thung Nai đã trở thành hồ chứa nước khổng lồ. Những ngọn núi đá trước kia vốn sừng sững nay bị ngập nước lưng chừng, biến thành những hòn đảo xanh nhấp nhô tạo nên phong cảnh hết sức thơ mộng. Hiện nay, đến Thung Nai bạn có thể dễ dàng nhìn thấy và khám phá rất nhiều đảo đá nằm nổi nằm rải rác khắp nơi trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Vào mùa hè, Thung Nai là điểm tránh nóng tuyệt vời. Bạn có thể cởi bỏ quần áo và nhảy ầm xuống dòng nước mát lạnh của lòng hồ. Với dòng nước trong xanh và tinh khiết như thế mà không tắm thì đúng là quá lãng phí khi bạn đi đến Thung Nai. Dòng nước trong lành này sẽ chữa lành cho tinh thần bạn cực kỳ hiệu quả. Nhưng bạn cũng phải lưu ý mặc áo phao để đảm bảo an toàn vì hồ khá sâu nhé. Ngoài ra, một trong những bãi tắm hoàn toàn thiên nhiên tại Thung Nai là suối Trạch. Vào mùa hè, suối Trạch như một chiếc bể bơi thiên nhiên rộng lớn, xanh biếc và mát rượi để bạn có thể thoải mái bơi lội tung tăng trên hồ. Làn nước trong xanh với những bọt sóng lăn tăn thượng nguồn đổ xuống khiến cho bạn cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn nhiều. Một hoạt động khác mà bạn có thể trải nghiệm ở Thung Nai là chèo thuyền trong lòng hồ, hưởng thụ cảm giác bồng bềnh trên mặt nước xanh thẳm, đắm chìm trong cảnh sắc non xanh nước biếc thơ mộng nơi đây. Không chỉ sở hữu bức tranh non nước hữu tình mà Thung Nai còn mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí tại động thác bờ. Khi vào bên trong động, bạn sẽ có dịp ngắm những khối đá thạch nhũ được với gần hàng nghìn năm tuổi đa dạng màu sắc và hình dáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm bản Ngòi Hoa, một trong những bản cổ người Mường đẹp nhất của Hòa Bình. Điều đặc biệt là nơi đây nằm sâu trong hồ thủy điện Hòa Bình, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền tôm, bè mảng. Một điểm đến không nên bỏ qua khi đến Thung Nai là đền Bà Chúa Thác Bờ. Đây là một ngôi đền vô cùng linh thiêng nên luôn có một lượng lớn du khách hành ghé thăm và cúng bái. Hơn nữa, kiến trúc độc đáo của đền cũng là một địa điểm để bạn lưu lại một kỷ niệm đẹp khi đến thăm Thung Nai. Ngoài ra, đến với Thung Nai, bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sản của người Mường nơi đây như thịt lợn Mường nướng, mật măng luộc, cơm gạo nương, cá sông Đà nướng, rau rừng chấm lòng cá.